xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 24 tháng 6 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, tính chất công việc không quá áp lực, không khí làm việc lại thoải mái giúp bản mệnh dễ dàng đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, sự thể hiện trên cả tuyệt vời của con giáp này trong khi làm việc còn đem lại nhiều sự hài lòng từ những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm, dễ gặp sóng gió, sự đùa giận quá trớn của tuổi tí mặc dù không phải ác ý nhưng lại khiến đối phương buồn bực, giận hơn. Người độc thân dễ nhận được lời tỏ tình từ một người bạn mới quen. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, bản mệnh hoàn toàn có thể an tâm triển khai các dự định tài chính của mình. Cẩn trọng là nỗi thiếu suy nghĩ luôn dễ gây mất lòng người khác. Tuổi giáp tý quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Tuổi bính tý khẳng định được vị thế trong tập thể. Tuổi mậu tý hãy tìm ra lối đi phát triển đúng đắn. Tuổi canh tý cần mạnh dạn và nắm bắt mọi thời cơ có được tuổi nhầm tí nên học cách lắng nghe để giữ gìn tình cảm hiện tại. Con số may mắn số 17, số 2. Màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi giàu. hay Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ Tinh thần sản khoái cùng nguồn năng lượng dồi dào giúp con giúp này có thể đưa ra được những quyết định dễ dàng người tuổi sổ có thể chưa đạt được các thành tựu vang dội, nhưng thử bạn có được còn đáng giá gấp nhiều lần. Tình cảm, vận trình tình cảm chưa thật hài hòa. Tử vi ngày hôm nay khuyên bản mệnh cần phải kéo léo hơn trong cách cư xử với nửa kia để tránh gây ra xung đột không đáng có. Người tuổi sổ độc thân phải cảnh giác hơn trước những người đang cố tình tiếp cận mình vì không phải ai cũng thật lòng quan tâm bạn. Tài chính, Vận trình ta lộc đón nhận nhiều tin vui, những khoản tiền không báo trước cứ ào ào đổ về tuổi con giáp này đem đến cho bản mệnh cuộc sống dư dả dạ, thoải mái. Cẩn trọng, đề phòng các mối quan hệ xung quanh, điềm bảo có tiểu nhân đeo bám. Tuổi ất sửu làm quen được với đối tác triển vọng. Tuổi đinh sửu đừng quá cứng nhắc trong vấn đề tình cảm. Tuổi kỷ sửu có cơ hội học hỏi điều hay đến từ quý nhân tội tân sửu nắm bắt mọi cơ hội có được trong công việc lẫn cuộc sống tội quý sửu mối quan hệ với người nhà trở nên lạnh nhạt con số may mắn số 4, số 6, màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi mão ba tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông dự báo người tuổi này sẽ sớm đón được những khoảnh khắc đáng giá trong môi trường làm việc tập thể. Quý nhân chiếu mệnh mở ra cho con giáp này khá nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư tiềm năng. Tình cảm Vận trình tình cảm có nhiều điểm sáng, nhờ có quý nhân nâng đỡ mà người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương hơn bao giờ hết. Bản mệnh cần chú trọng hơn tới vẻ bề ngoài nếu muốn nhanh chóng gây ấn tượng tốt với nửa kia. Tài chính vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập có được từ nhiều hưởng mang lại cho bản mệnh cuộc sống vô cùng sung túc, thậm chí là có dư. Cẩn trọng nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói cũng như cách hành sự của bản thân. Tội giáp dân gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử. Tội bính dân không nên để cơn nóng giận che cả tầm nhìn. Tội mậu dân gây ấn tượng với cấp trên. Tội canh dân cố gắng tiết kiệm vào vùng vẹn chi tiêu. Tuổi nhâm dần nên xuất hành theo hướng quan đạo. Con số may mắn số 4, số 7, màu sắc may mắn màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi mùi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ. Điềm bảo tuổi này dễ vướng vào các rắc rối trong quá trình xử lý công việc lẫn trong các mối quan hệ xã giao những vấn đề không quá nghiêm trọng chỉ cần làm cho bản mệnh giữ được bình tĩnh và sự sản xuất nhất định. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút ảm đạm, tác động của đào hoa giữ nên mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi thường nảy sinh xung đột, bất hòa vì những chuyện không đáng. Bản mệnh nên hạ thấp cái tôi, học cách lời xin lỗi để níu giữ tình cảm hiện tại. Tài chính Vận trình tài lộc đi xuống, việc vay mượn tiền bạc của người thân, bạn bè càng đè lên vai bản mệnh, thử áp lực nặng nề. Cẩn trọng, bảo thủ cứng nhắc nên đánh mất nhiều mối quan hệ đáng quý. Tội ất mẫu công việc khó có thể tiến triển thuận lợi. Tội đinh mẫu không nên lơ là trong những công việc quen thuộc. Tội kỷ mẫu không nên vội vàng bắt tay làm việc. Tội tần mẫu nên chú ý trong vấn đề đi lại tham gia giao thông tuổi quý mão hãy thử đón nhận tình cảm của người khác con số may mắn số 19 số 7 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi hợi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đang sen con giáp này nhận xét là có đủ tự tin và bản lĩnh để làm việc một mình Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà coi thường sự giúp đỡ góp ý của đồng nghiệp bởi chúng ta không thể hoàn thành mọi việc nếu thiếu đi sự kết nối với người khác. Tình cảm Vận trình tình cảm có bước tiến triển khá tốt, dự báo chuyện tình yêu lửa đôi ngập tràn những cảm xúc mới mẻ. Hiểu lầm, mâu thuẫn giữa các cặp đôi dần được hóa giải và thay bằng tình yêu nồng cháy. Tài chính Vận trình tài lộc không tệ, nguồn thu nhập rủng rỉnh lúc này vô hình trở thành điểm sáng để cả xấu tìm cách phá hoại cẩn trọng, đề phòng họa tiểu nhân rình rập và đeo bám. Tuổi giáp thân được giao cho thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Tuổi bính thân cần giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Tuổi mậu thân tìm ra hướng đi mới phù hợp. Tuổi canh thân trở nên hành xử một cách vô lý. Tuổi nhâm thân sống khép kín nên khó có được hạnh phúc. Con số may mắn số 13, số 1, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng, cảm hứng làm việc tuyệt vời đem lại cho con giáp này vô số các ý tưởng mới mẻ và độc đáo. Tuổi Tỵ không cần phải trăn trở nhiều tới việc tìm hướng đi riêng cho con đường sự nghiệp trong khoảng thời gian tới. Tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa, đường tình duyên rộng mở, các cặp đôi có khoảng thời gian hẹn hò lý tưởng và ngập tràn cảm xúc. Tuổi tỵ độc thân cũng có cơ hội tìm thấy đối tượng hẹn hò như ý nhờ sự may mối của người thân, bạn bè. Tài chính Vận trình tài lộc do dòng nhờ có thiên tài che chở mà người tuổi này sẽ tìm được nhiều cơ hội gia tăng thu nhập trong ngày. Cẩn trọng, ôm đồm công việc nên không thể giải quyết tốt được việc gì. Tuổi, ất tỵ thường nhận sự phản đối của người khác. Tuổi đinh tỵ nên xem xét lại các kế hoạch của mình. tội kỷ tỵ chớ có bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Tuổi tân tỵ cần vững vàng bản lĩnh để vượt qua các khó khăn trước mắt. Tuổi quý tỵ chú ý tới mọi lời ăn tiếng nói lẫn hành động của mình. Con số may mắn số 31, số 19, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Các thần che trở giúp cho con giáp này biết đâu là làm việc có lợi nhất cho con đường sự nghiệp của mình. Ngoài ra, bản mệnh còn nhận được sự soi đường chỉ lối của quý nhân nên mau chóng tìm được hướng đi phù hợp. Tình cảm, vận trình tình cảm trở nên cảm sắc Tác động của hung tình đeo bám nên chuyện tình yêu đòi lửa thiếu trọn vẹn. Phần lẫn rắc rối và mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng đều do bản mệnh tự tạo ra do thói quen và ghen tuông vô cỡ. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào, dò, bản mệnh hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu nhờ có nguồn thu nhập tốt trong ngày. Cẩn trọng, tự suy, tự duyển, khiến cho bản thân luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tuổi giáp ngọ, nên giữ mình tỉnh táo tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Tuổi bính ngọ, cố gắng trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tuổi mậu ngọ, khó tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tuổi canh ngọ, đã cởi bỏ được chút gánh nặng do tình cảm gây ra. Tuổi nhâm ngọ, mối quan hệ gia đình ngày càng căng thẳng. Con số may mắn số 41, số 75, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Tử vi cho biết người tuổi này vẫn luôn giữ được bản lĩnh trong mọi vấn đề. Nhờ có các tinh nâng đỡ mà bản mệnh luôn làm chủ được các kế hoạch đang theo đuổi. Dù có những vấn đề hay rắc rối phát sinh bất ngờ thì tuổi mùi cũng bình tĩnh tháo gỡ từng khúc mắt một. Tình cảm Vận trình tình cảm khá là yên ổn, nhân duyên sáng rực, tuổi mùi có nhiều cơ hội nhận được tín hiệu tình cảm tốt từ một nửa yêu thương đây cũng là thời điểm tích hợp để con giáp này bày tỏ tình cảm với người mình thương mến tài chính vận trình tài lộc vẫn giảm chân tại chỗ nhắc nhở con giáp này nên có kế hoạch tài chính cụ thể để có được nguồn tích lũy vững vàng cẩn trọng sức khỏe có dấu hiệu sa sút do không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn tuổi ất mùi cẩn thận kẻo tiểu nhân dở trò hãm hại tội đinh môi khó tránh khỏi xô xẻo trong hôm nay tội kỷ môi không nên vội vàng đổ tiền đầu tư tội tân môi cần tinh ý nắm bắt mọi cơ hội đang có trước mắt tội quỷ môi trở vội tin theo lời đường mật con số may mắn số 52 số 79 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi ngọ chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn con giáp này đang phải đối mặt với những cản trở lớn trên con đường công danh sự nghiệp sự thành công của bản mệnh dễ sinh ra lòng ghen ghét đổ kỳ ở đồng nghiệp do đó bản mệnh cần phải giữ thái độ đề cao cảnh giác trong các mối quan hệ xung quanh tình cảm vận trình tình cảm đang dần đi xuống dường như tuổi thân và nửa kia vẫn chưa tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ lẫn quan điểm sống mâu thuẫn và hiểu lầm cử chức trong khiến các cặp đôi không còn nhiều điều muốn chia sẻ cùng nhau tài chính vận trình ta lộc có biến động con giáp này cần nhanh chóng xúc tiến các dự định kiếm tiền dự phòng để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại cẩn trọng dễ bỏ lỡ những mối nhân duyên tốt lành tội giáp thân trân trọng và yêu thương nửa kia của mình, tuổi bính thân quan tâm đến các thành viên trong nhà, tuổi mậu thân chủ động làm hòa khi vợ chồng mâu thuẫn, tuổi canh thân làm việc còn cảm tính và sơ xài. tuổi nhâm thân tình cảm không được như mong đợi. con số may mắn số 97 số 2 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi giàu. 10. tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc. Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Tuổi dậu tốn nhiều công sức để giải quyết các rắc rối xảy ra trong công việc, nhưng nhìn chung vẫn không mang lại hiệu quả cao. Còn giáp này cần phải xem xét lại phương thức làm việc của mình đã thật sự phù hợp với tính chất công việc hiện tại chưa tình cảm. Vận trình tình cảm có chút kém sắc, một vài trở ngại có thể ngăn cản các cặp đôi trong việc thoải mái bày tỏ quan điểm của mình. Sự lúng túng trong cách thể hiện tình yêu thương, quan tâm tới nửa kia cũng khiến tình cảm cả hai có dấu hiệu phai nhạt. Tài chính Vận trình tài lộc bắp bên, vấn đề về tiền bạc khiến người tuổi này phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức. Cẩn trọng, thiếu tự tin và hay e dè trong các quyết định quan trọng. Tội ất dậu không nên vội quan quyết định quan trọng đầu tư. Tội đinh dậu nên cố gắng đưa ra những sự lựa chọn sản suốt đúng đắn. Tội kỹ dậu đối diện với nguy cơ hao tài tổn của. Tội tân dậu tình cảm có chuyện hướng xấu cãi vã thường xuyên. Tội quỷ dậu chú ý giữ gìn sức khỏe. Con số may mắn số 8, số 24, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng nhận được sự nâng đỡ của quý nhân tuổi tuất nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao tuy nhiên con giáp này tránh nên dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà phải biết cố gắng tình cảm vận trình tình cảm trở nên êm đẹp đào hoa nở rộ đem tới cho con giáp này khoảng thời gian hạnh phúc viên mãn trong tình yêu của mình công việc bận rộn quá mức lại khiến người độc thân chưa thể để tâm tới chuyện yêu đương. Tài chính, vận trình tài lộc vẫn không có gì thay đổi, nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để con giáp này tỉnh tới chuyện thay đổi trong kinh doanh. Cẩn trọng, điềm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám và gieo rắc thị phi. Tội giáp tuất nhận được khoản tiền thù lao xứng đáng. Tội bính tuất nên cân bằng cuộc sống và công việc. Tội mậu tuất hãy tâm sự với người nhà nhiều hơn. Tội canh tuất, đừng dễ dàng tin vào người khác. Tội nhầm tuất, tránh tác động tới vị trí nhân thân. Con số may mắn, số 53, số 8, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả, Tử vi ngày hôm nay cho biết con giáp này dễ đối mặt với vài rắc rối trong công việc. Cái tôi của mọi người là như nhau nên rất dễ phát sinh ra sự bất đồng, mâu thuẫn khó hòa giải. Nếu có thể nhẫn nại và chịu thỏa hiệp thì sẽ cứu vãn được không khí tồi tệ vào lúc này. Tình cảm, vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió. Tử vi đòi hỏi con giáp này cần phải cố gắng giữ sự bình tĩnh, kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh gây ra xung đột với nửa kia bản mệnh cũng đừng nên quá kỳ vọng vào tình yêu hoàn hảo vì sẽ sớm thất vọng. Tài chính, vận trình tài lộc có điềm bảo thất thoát, nguồn thu nhập không ổn định, lại thêm các khoản phát sinh bất ngờ khiến bạn mệnh không khỏi đau đầu. Cẩn trọng Tâm tình bất ổn và dễ buồn phiền vì những chuyện không đâu. Tội ất hại, giành được lợi thế so với bạn bè đối thủ. Tội đinh hại, đề phòng họa tiểu nhân đeo bám và gây họa tội Kỷ hại nhanh chóng nắm bắt cơ hội tội tân hại dù thành công cũng trở nên kiêu ngạo tội quỷ hại tình cảm trải qua không ít sóng gió con số may mắn số 31 số 67 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tý